Trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào mừng quý khán thính giả đến với mục tin tức của Tin Đối Chứng. Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một số bài báo có nội dung đăng tải lời phát biểu của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên tư lệnh quân khu 4, khiến cộng đồng mạng có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là bức xúc. Tuy nhiên, sau khi báo Quân đội Nhân dân phản ánh lại, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã lên tiếng đính chính và đề nghị các báo cải chính. Thực hư sự việc ra sao? Có đúng là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã phát biểu như các báo dẫn lời hay không? Kính mời quý khán thính giả cùng Tin Đối Chứng xem xét lại sự việc. Bài báo đầu tiên đăng tải trên báo Thanh niên phiên bản điện tử ngày 7 tháng 1 năm 2014, có tựa đề Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cần tôn vinh những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa chống ngoại xâm. Theo báo Thanh niên, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng lên án chế độ Việt Nam Cộng Hòa là chuyện khác, nhưng tôn vinh tinh thần yêu nước của người lính Việt Nam Cộng Hòa chống ngoại xâm là cần thiết. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Đoạn phát biểu trên cũng được báo điện tử Dân trí trích dẫn lại trong bài triển lãm Hoàng Sa không thể thiếu trận hải chiến 40 năm tiếp sau đó. Ngày 13 tháng 2 năm 2019, báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết nhìn lại cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, để một ngày sẽ lấy lại Hoàng Sa có nội dung tương tự. Hàng vạn liệt sĩ, đồng bào nằm xuống năm 1978, 1979 để bảo vệ biên cương cũng như xương máu của con em đất Việt đổ xuống ở Hoàng Sa năm 1974, Trường Sa năm 1988 cần được tôn vinh, tri ân như đồng bào, chiến sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Sau khi đăng tải, những bài báo này được nhiều trang mạng khác chia sẻ, dư luận xã hội một phía phê phán quan điểm của Trung tướng, phía còn lại nghi ngờ tính xác thực của thông tin báo chí đã đưa ra. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là người trực tiếp tham gia hai cuộc chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trực tiếp đối đầu với những người bên kia chiến tuyến thì liệu ông có thể có những phát biểu trên? Báo Quân đội Nhân dân đã lên đường đi tìm câu trả lời và sự thật được sáng tỏ. Cuộc đời tôi là sau lúc nghỉ hưu rồi còn hai cái băn khoăn. Một là vấn đề xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, hai là bảo vệ cho được biển đảo quê hương. Vấn đề gì mà liên quan đến hai vấn đề đó thì tôi sẵn sàng tham gia ý kiến. Riêng về biển đảo quê hương thì tôi nhớ lâu lắm rồi, là 5-6 năm chứ đấy. Lúc mà chúng ta thì đặt vấn đề nêu tức là vinh danh những cái chiến sĩ của chiến tranh biên giới Tây Bắc là phía Bắc năm 1982, phải không? Và sau đó năm 88 lại xảy ra cái vụ Cạc Ba nữa, thì bản thân nhân dân cũng như bản thân tôi rất là bức xúc, cho nên cần phải làm rõ là vấn đề này phải được vinh danh các chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường biên giới, bảo vệ biên giới phía Tây Bắc cũng như là trên Trường Sa, từ những người giống như những người đã hy sinh trong kháng chiến và chống Pháp, chống Mỹ. Đó là xuyên suốt của tôi. Thì nhân đó phóng viên hỏi thôi một câu thì bà ơi, năm 74 thì có cái lính quân Ngụy miền Nam hy sinh 74 người đấy, ở đó như thế nào? Thì tôi trả lời một cái rõ ràng như thế này. Tóm lại trước hết là phải nói rằng là những người Việt Nam chân chính mà cầm súng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên cương, bảo vệ đảo thì những người đó là những người yêu nước. Riêng vấn đề 74 lính Cộng Hòa thì vấn đề khá phức tạp, vì họ là những người bên cái chiến tuyến bên kia chống lại thì đất nước chúng ta là một đội quân tay sai của đế quốc Mỹ, hòng chia cắt Việt Nam. Cho nên việc này chúng ta phải rất cẩn trọng. Nếu sau này mà xét ra nếu đúng họ là có tinh thần để mà bảo vệ đánh lại quân Trung Quốc thì chúng ta phải ghi nhận, chứ không phải vinh danh không bao giờ được. Ghi nhận tức là có thể ghi nhận cái chuyện như vậy, để rồi sau này dần dần sau này hòa bình đi vào, cuộc chiến tranh qua đi thì sự hòa hợp dân tộc sẽ hiểu ra rằng là những người đó là người tuy mặc dù trong chế độ của Ngụy Sài Gòn nhưng mà đã cầm súng, mà đúng là họ cái việc mà tội ác mà mất Trường Sa, mất Hoàng Sa là tội ác của chính quyền Ngụy Sài Gòn và cái trước. Còn những người đó thì chúng ta xem xét, nếu đúng tư cách là những người có tinh thần yêu nước thật thì chúng ta phải nhớ là ghi nhận cái việc đó, ghi nhận cái việc đó tức là có thật. Chứ còn ghi nhận đến đâu thì lịch sử sau này sẽ phán xét. Đấy là cái câu chuyện, cho nên cái bài mà bảo Thanh niên mà nói là chứ đấy tôn vinh là hoàn toàn, tức là tôn vinh các chiến sĩ Cạc Ba năm 88, đúng không? Còn 74 thì là chúng ta sẽ xem nếu đúng là còn tiêu chuẩn thì chúng ta ghi nhận là có cái việc như vậy thật, để sau này lịch sử sẽ phán xét. Như vậy hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, mà tôi rất là cẩn trọng trong vấn đề. Người ta bảo là quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi chưa bao giờ gọi họ là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi khẳng định là quân đội Ngụy Sài Gòn là những người đã đấu với chúng tôi để mà thực hiện âm mưu chia cắt của đế quốc Mỹ và biên giới Tây Sa. Như vậy là rõ là bác không trả lời báo Thanh Niên như vậy. Thế vậy thì sau khi cái bài báo này đăng thì trong 5 năm qua bác có được đọc không? Tôi tức là cái này là tôi chỉ phát biểu họ ghi chứ không phải là bài tôi phát biểu. Cho nên sau lúc anh phát hiện thì tôi nói lại, nhắc lại, nói lại với các bạn là ý kiến của tôi như thế này để đừng để hiểu sai đi. Vấn đề giữa quân đội nhân dân Việt Nam chống xâm lược với lại quân đội Ngụy Sài Gòn có việc ở Hoàng Sa là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu là quân đội Sài Gòn lúc bây giờ là những chính quyền yêu nước thật, nhưng mà họ là một cái quân đội mới thực hiện chia cắt thì sao mà chúng tôi đã đánh đồng được với lại các quân đội nhân dân Việt Nam? Cho nên hoàn toàn khác nhau như vậy. Thì cùng dành cho họ làm như vậy, nhưng mà không biết có những người có lẽ không hiểu hoặc chưa hiểu, hoặc là cũng có thể có bọn xấu nó lợi dụng cái đấy, nó xuyên tạc để làm méo mó đi cái tình hình thực tế, tình hình lúc bây giờ. Như vậy, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước khẳng định ông không bao giờ nói tôn vinh 74 lính Ngụy ở Hoàng Sa, không bao giờ gọi họ là quân đội Việt Nam Cộng Hòa hay quân đội Sài Gòn, mà thực sự họ là quân đội Ngụy, quân đội tay sai của Mỹ. Sau khi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chính thức lên tiếng, báo điện tử Giáo dục Việt Nam và báo Thanh Niên phiên bản điện tử đã có động thái cải chính lại nội dung bài viết theo đúng sự thật. Qua sự việc này càng thấy âm mưu lộng giả thành chân, sự thiếu tỉnh táo, lợi dụng thông tin mạng xã hội và báo chí để xuyên tạc, bóp méo, xét lại lịch sử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, gây hoang mang dư luận, mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh quân đội là vô cùng nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Tin Đối Chứng. Nhớ like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất.